Dự án xây dựng Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 13 NQcp ngày 30 tháng 1 năm 2022. Sửa đổi khi được thông qua sẽ tạo những điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai và giúp công tác quản lý nhà nước ngày càng minh bạch. Theo cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng trong dự thảo luật sửa đổi về quy định cụ thể rõ ràng loại hình thành kinh doanh quyền sử dụng đất và sẽ khắc phục sự giao thoa trùng lập và mâu thuẫn trong các quy định về kinh doanh quyền sử dụng đất của pháp luật kinh doanh bất động sản với các quy định về chuyển nhượng cho thuê quyền sử dụng đất của pháp luật đất đai đồng thời đảm bảo hoạt động kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án bất động sản đáp ứng đúng yêu cầu điều kiện trình tự thủ tục hợp đồng theo quy định cũng như hạn chế tối đa các hành vi vi phạm pháp luật phân lô bán nền rồi để đất hoang hóa không sử dụng đã đang xảy ra ở một số nơi chính điều này sẽ giúp cho thị trường bất động sản tiếp tục phát triển ổn định lành mạnh ngân sách nhà nước qua đó sẽ tăng thu việc tái đầu tư lại xã hội sẽ có thêm nguồn lực để thực hiện tốt hơn góp phần phát triển kinh tế xã hội ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội việc tăng cường công cụ quản lý sẽ giúp các cơ quan nhà nước nâng cao hiệu lực hiệu quả công việc và giảm thời gian chi phí nguồn lực cán bộ trong công tác quản lý nhà nước dưới góc nhìn của nhiều chuyên gia bất động sản thì việc sửa đổi bổ sung thay thế những quy định về kinh doanh quyền sử dụng đất của luật hiện hành sẽ giúp tạo ra hành lang pháp lý đầy đủ cụ thể rõ ràng làm rõ được sự khác biệt của hình thức kinh doanh quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản với các hình thức kinh doanh bất động sản khác Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, trong các tháng đầu năm 2022, có gần 2,7 tỷ vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI đăng ký đổ vào thị trường bất động sản Việt Nam, đây là lĩnh vực thu hút được vốn FDI lớn thứ hai sau lĩnh vực công nghiệp và chế tạo. Cụ thể, theo nghiên cứu của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2022, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 8,9 tỷ đô, bằng 87,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong số đó, Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai trong số các lĩnh vực thu hút FDI lớn với tổng số vốn đầu tư gần 2,7 tỷ đô, chiếm 30,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Số liệu trên cho thấy Việt Nam vẫn được đánh giá tiếp tục là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài cũng như có vị thế tốt để thu hút FDI vào ngành kinh doanh bất động sản quyết định điều chỉnh một số nội dung đề án xây dựng các khu trung cư xã hội bố trí cho các gia đình có công với cách mạng, có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025 vừa được phê duyệt trong thời gian tới. Đà Nẵng sẽ triển khai xây dựng các khu trung cư để bố trí cho các trường hợp này. Mục tiêu của đề án là xây dựng cho các gia đình người có công với cách mạng, chưa có nhà ở hoặc nhà ở có diện tích nhỏ, đông nhân khẩu, nhiều thế hệ cùng chung sống được thuê căn hộ, có chỗ ở ổn định. Đối với các đối tượng được thuê là người hoạt động cách mạng từ trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Ngoài ra, còn có bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động thời kỳ kháng chiến. Thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Về quy mô xây dựng, các khu chung cư sẽ được xây dựng từ 5 đến 12 tầng, có bố trí thang máy phù hợp, kiến trúc tiện nghi. Tổng mức đầu tư của đề án là 400 tỷ đồng với quy mô 400 căn hộ, trong đó giai đoạn 1 khoảng 209 tỷ đồng, giai đoạn 2 và 3 khoảng 191 tỷ đồng.